nhà giáo cũng chính là các y sĩ. Và tôi đến đây trong một cái cuộc rất là tình cờ. Tôi cũng là người biết thơ và yêu thơ và cũng là một cựu giáo chức. Tôi được mời nhiệt quyền mời đến khán phòng này để được nghe những giọng thơ, những chất thơ của các giáo chức Nam Bộ. Và tôi thì là người Bắc, lần đầu tiên tôi về phương Nam, cũng được dự rất là nhiều những cái cuộc giao lưu thơ như thế này. Nhưng mà cái cuộc giao lưu riêng với giáo chức thì lại là lần đầu tiên tôi được gặp. Và một ca sĩ, một tác giả của nhạc sĩ đã lấy rất là nhiều cảm xúc của tôi. Tôi có một cái thói quen là khi được tặng một tập thơ nào thì bao giờ tôi cũng sẽ giống như những người là ngoài sẽ lật ra cái trang đầu tiên để mình xem là cái tác giả đầu tiên mình cảm nhận được trang sách này nó là như thế nào. Thì trang đầu tiên tôi lật ra thì vô tình tôi lại đọc được cái bài của tác giả Lê Hà Thắng. Và tôi hỏi Nhật Quỳnh là cho tôi được diện kiến tác giả Lê Hà Thắng. Lê Hà Thắng thì từ đó mà cho tôi một cái cảm xúc là tôi xin được đọc cái bài thơ này với cái chất giọng Bắc. Tôi biết là giọng Nam đọc rất là hay, rất là uyển ngữ, nhưng mà tôi sẽ xin đọc bằng giọng Bắc. Ta ghé lại lưng chừng tháng tám, mùa vàng chi chiếc lá ngang trời, phương đã úa bên ngoài cửa lớp, chỉ còn ta ngồi dựa chơi vơi. Em có biết mùa thu đã hạ, cả môi sinh mắt biết vai hề, hoa vàng ấy cũng từng phải nhạt, sách vở buồn theo những vòng xé. Ta nhớ chữ ơn người độ lượng với mê lầm ảo mộng ta xưa. Bởi ta bước ngược chiều em bước, tấu thức tấu trao nhau nỡ biết máu mùa. Nhắc chi nữa đường chiều áo lụa, áo ai dày vương giấc mơ xanh. Mà đôi mắt sắc như sao cửa, vết thương xưa âm ỉ chưa lành. Thôi ta hết tiếng vé ngày cũ, hàng cây cao thả những bóng dài. Ta vẫn là bước từ quá khứ, đời trắng chiều một về áo bánh. Rồi. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Còn lát nữa tôi cũng sẽ xin được đọc một bài thơ do chính tôi để cùng là tặng các bạn. Xin hết ạ.